Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Tô Mộc. Mình ngày mai chúng ta sẽ mang cô ống chanh gói khoai tây chiên này nha. Cái chỗ đồ nhà tôi. Ok, vậy mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video tô màu này của mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tô màu tiếp theo nha.
Ok, bye bye.